Dù vật tây cùng kẻ trùng nè ca rơ ao rồi hô khai chi nè đất nguồn xa hạ cung nế sạt. Dù vật tây vây khmê nè sợi nuôn cùng kẻ vây mà bây buôn chân nằm, ban chân nè khnọt cùng nật đài rơ ao sợi thà, mình ai phơ chi nè đất nguồn ban, rư sợi vơ chân kran mình chung nút, đài bà dục nít ban khai chi cùng lắng chất, chung rung ao qua to su hô khai chi bà thiên cả nạ cam ca xa hạ cung nế sạt tập bèng rục bơ, đòi miên ca tư tu sổ thà chi sợi chân nằm vây khmê bà chăm xa hạ cung. Chỉ còn bởi khăn ông cựu xa miên bóng ôn đập nẹ nẹ sợi cùng phẹt luôn nơi phung mất bèng rục bơ sẵn cắt bệ khăn nọt, cồng bộ cổ, khai cầm bốt, bán chốc liên trâm thả tì đập nơi vị trí lại bệ khăn nọt đòi xa cựu xa khăn miên lật tiếp ở riêng bằng to, nâng trong chui cựu xa thồng. Nẹ sợi cùng phẹt bán rịp rộp thả, trao chốc liên quát bán rịp ca, đòi bằng xo tốt chung nông đáy côn bí nẹ ơn tay kết đây hà rộp bó quát trợ bán trái trà vĩnh, nơi bê quát ai dùng bây mùi chnám chắp tăng bí bạch bạc xoa mây một nẹ sợi trợ tư tu bằng tốt chừng châm côn bí nẹ nút tay mà nẹ ai, nẹ sợi bằng to thả, ông long bê nút, nẹ sợi chắp đám cho rung kích ca smạ chết nơi xa hạ cung nế xa tờ bèng rộp bờ, rú chong vô đăng bí kích ca sống cung nâng mình chong ai nẹ xên mơ nghi quát thả, sợi mình ai khai chi nẹ đập ngọt bàn. Khnông tất mục sổ bôn nhạc sơ lây rùm lực tờ ở tây cà thà, khnông ca chấp đam ca nghe đồng bôn nhạc sơ lây cư chìa mình nung mình sơ cho chất đi dễ chả lãn, nâng miên ca khma yên chả lãn, rù quát cực thà khluôn chộp riêng tàng vầy khmên chì hẹt nôm ở quát miên à rõm khma mất phẹt, đá kê bần to riêng rồi hốt đó chấp sơ cọp chìa lại. Nhạc sơ lây thà, khnông chì côn tờ khnông cru xa khnông miên côn bì nhạc sơ lây mùi bro mùi, khnông riêng ban trâm thạ tì đọc tề. Hai rịp ca khuyên lên lạc nha đàm chân nằm bì bọn một bầy khuyên trơ chừng châm côn, tại anh vì lũng bạc nà, trơ thư ca phong nâng mơ thai côn phong môn châu kết ca xa hạ cung khuyên khmas mất thẹt kê riêng khuyên ọt sơ nì dây chân tề bồn. Nẹ sơi bằng thàn thà, xùm rạp ca xmạ chất mình sơ miên nẹ trong phơ tề, rú kê kết bì cùng rái nâng ca người họt đồ chân hai tơ mình sơ miên nẹ trong phơ đòi lại xùm rạp nẹ sơi cùng thẹ vinh ba chi mô sở lãnh ca nghe chui xa hạ cung tu mình tự tu ban trạ khai cỏ đòi, còn nẹ sơi trong phơ nâng châu ruông đòi mình kết bì ca người họt. Nẹ sợi bằng hai nhà rõm bên chất nâng ca nghi nẹ sợi thà, nhóm sổ lãnh ca nghi áp hì rẹ, hai ca nghi nâng vi trơ nâng ở vầy đại nhóm sổ lãnh tớp trùng rung ở nhóm phơ ca nghi nâng đòi mình kết bi bạc cùng rầy. Tồn tái bê nẹ xa bồ lòng miên su nẹ sợi bi po lùng bạc nông niêm chi sợi lây vầy khmến nâng miên côn nông bằng tục phong nút, nẹ sợi ban dùng rõ tức nè chlai tọp càng u đà một thà kết ca nít cư quát trùng nẹ ca rì răng bì cừu xa nâng phát cùng nật mà nụ chung vinh khluôn đài mình chong oi nẹ sợi phơ. Rú kê dô thà chi ca nghe mà nụ bró, nâng mơ nghi thà, khluôn chi sợi mềm mái cua nợp teh mơ thai côn vinh. Đòi xa bịa pep chi ri càng nụ, bê khlá nẹ sợi bạc tức chật đài, đòi xa khmiên ca lực tức chật bì cừu xa, bằng thèm lờ nít. Pho lũng bạc mùi tiệt, cư nẹ sơ lây trơ cho tục sát bọt lũng mơ khăn đàn xa hạ cung mình thà dục rượt ngay tê, rùa bê miên bọt lũng mơ cư quát trơ cho phliêm nâng ban tục sát, rồi hốt mọc bê nít xa ca mập hiệp nế xa khô chbap sơ tài khăn miên nụ tê. Nẹ sơ lây thà, cạt đa cru xa đòi xa quát ọt trong ọt phơ ca còn lại chân tê, quát ọt lơ tức chất, dương tờ phơ mình đăng ban ấy một vĩnh, đa tờ nít đa tờ nút ọt rồi dòi cạt đa mùi tiệt cư côn khiêu miên côn trơ nợp kè mơ thai côn vần đai bê khla dương ọt ban nợ mơ thai quạt chân tờ, trơ phía nợ bồn, rư ông chui mơ ở viên bị bạ đài. Sơn rây chân áo miên cầm nát khnông khai cầm bồ rụng nít, ban bần to riêng rộp thà, nhẹ sơ lây ban chắp đam bồ lô kết ca khnông xa hạ cung trở bèng rộp tăng bì chân áo bì quan một bây một lê, nâng ban khai khluôn chi bồ thiên cả nạ cam ca xa hạ cung chắp tăng bì bì quan một bây mùi một nhẹ sơ lây thà, kết một đo bê nít, miên rồi dạ bê bây chân áo khnông ca đợt nguồn xa hạ cung trở bèng rộp bớ, khnông ca đợt nguồn rộp bò nhẹ sơ lây khnông niêm chi bồ thiên cả nạ cam ca xa hạ cung nít, nhẹ sơ lây tên tay bóng cao vì nấy, nâng bóng cao ca nghe đo bồ chiên nế xa, đầm bây ai bồ ruột khnông xa hạ cung nít, ai bồ cộp nâng ai lụ đồ cương xong một đo như tích cho nhạc sơ bằng thèm thà, xong mật pho đài nhạc sơ bàn xong. Rết khlông ca đợt ngòm xa hạ cung ní, miền đôi chi cả ở nây bằng cạp bọt lửa mưu nế xa khô chbap ca điệp trong tục đạ xong rám, nâng đợt ngòm kết ca xa hạ cung prong kèm sọp sai ai bồ ruột xinh skoa nâng mục lên xa hạ cung đẩm bấy chui ai bởi chi xa hạ cung ní, miền chi vực hiệp lộ bởi xa chan đòi ai rục chùm nô ban chân loa bì pram mùi mướn, tự đọc bì mươn rưu khnông mùi ngay tam rì dạ ca nế xa khnông đàn xa hạ cung. Dông ta mệt ra mùi này rốt thông mà nôn chanh thà, cho lờ mùi than này sức nâng xe rây thiệp sức rây nâng bổ rõ, trở miên thiệp smart nìa, nợ khăn ông sống cung cụ xa nâng nờ lờ cực vì sai nì dô bài bổ rốt sức tích sống cung kết vọp thóa nâng vì sai xên tiết trầm nạch mệt ra pram bây bằng nhạc thà sức rây nâng bổ rõ miên sức smart nìa, cho ruông sạc ca mập hiệp ca nghĩa khăn ông rốt thà phịt ba ông ca cao rốt thà phịt ba chiết nâng ông trả chiết tam sống mặt tập hiệp rồi bọc luôn. Lục tôi vai nà dù chất sắp pram bì chnám, chỉ ở phục nẹ sợi nuôn cùng phẹt, ban tư tu sko thà, đồng bông lai lục mình tên chất nơ sạc ca mập hiệp con sợi đồng bông lục mến tất bất rùi bà rõm bì sơ vật tập hiệp, lục kết thà sạc ca mập hiệp đài con sợi lục phơ mình ban rời giao cho vầy lai, nâng miên trao bì nẹ trơ ca mà đai mơ thà, tài con sợi bơ lục mình sơ ban nơ chất con, rù rù vô nâng ca nghe xa hạ cung chơi lan chiêng mơ thà con, tớp lục tên tài ham khuất nâng sợi bẩn tổ. Công bông ông quý kê rong tê chơ bọt đòi sông ca xây bộ rong vây chùm nà rục nít, bần to thà.
Rồi một lô cổ chập ra bằng kết mưa sạc ca một hiệp côn lô bì mùi ngay tờ mùi ngay, tướp lô đăng thà, rô sạc ca một hiệp côn sợi bờ lô bán phơ bất chìa bán chui xa hạ côn nâng khuôn quạt tòa ca ní prai khai rụp niêng ở khai chi sạc rây với khmênh khả hàn nâng bán khai chi cùng rù đò sạc rây với khmênh khnông xa hạ côn phòng đài. Lô bằng hai nhà rõm sạc bài chết nâng miên mô tờ nạp hiệp đà miên côn sợi mà nẹ bì môn chi mà nụ tương xaoi, ơn tai bà chữ bán khai chi cùng rù nâng chi sạc rây chnam với khmênh mà nẹ khnông xa hạ côn. Lúc lại thà, nhóm, bà rõm prù viên mình sơ miên trùm này vì chi ấy đổi kề, vì riêng bán tịch, hai mê mai phòng, ọt miên nhẹ ná chui tân tiện chân, bán chì nhóm ham khuất viên mình áo phước nhóm sẵn bái chất bê khơn vì khai chi sực đây cùng rơ với khmên, nhóm chong áo khmên sạch xên cho ruông ca nghe sẵn cung đôi côn nhóm đài. Lúc thông nhờ ả dụ sai sập bấy chnám chi bật thiên xa hạ cung nế xa tờ bè ngờ bơ chắc tục nẹ sợi nuôn cùng thẹt chi sợi đầy với khmê mà nẹ miên tiếp lệch lô, nâng chui kết ca xa hạ cung bán chả án lô bần tò thà xâm rạp rụp lô bất chi miên mô tờ nạp thiếp nâng nẹ sợi cùng thẹt khăn nà. Đòi lô xa thà nẹ sợi cùng thẹt ả dụ tích bần tài á chô ruông chui kết ca nghe bàn lọ bà sao chả án dàng nà mình lô bán chung rôn đò dụ tê khmê thà. Khu tài pra pra pê về lý chô ruông kết ca nghe xong cung ở bán chả án đôi nẹ sợi nuôn cùng thẹt đài. Lục thà, cùng phẹt khmênh hai mê mái tiệt, tài quạt sạc cam, nâng miên ca to su khlang quạt chlạt, bê bà chung xa hạ cung bà đông cư quạt bụt cài khnông ca đập ngôn bà chung khnông chong áo dụng tế cực khní cho kết ca nghi sống cung ở bán chả đôi cùng phẹt đài, đảm bây ai xa hạ cung miên ca rít châm ra nì dây ruông tơ cư xa hạ cung dương rít châm ra nì bê miên vật miên quạt. Lục di cầm thàn, nì dụ rồng này ông ca plen ăn rã chia Campuchia, lực làng thà, ông ca nịp đạo lỡ ca lỡ cổng phu sực rấy, nâng cụm ma ở phụ quát a cho ruông kích ca nghi sống cung ở bán chả đôi bộ rõ đài, lục bần to thà, cần lòng một ông ca plen thọc chơ rư dù vật tây với khmên pi rút, chi chôn chiếc đam phiệt tích trâu mô bì khai rõ nạc kỳ rí dù vật tây lệ kà rí ả dụ đập ram buôn chnam, nâng dù vật tây bơ sơ rây nô ả dụ đập ram bây chnam, mô bì khai xìm riêp khai chi tu sô chân tẹ rộ bò ông ca khnông cô đa chung rốn, nâng lỡ cổng phu sực rấy. Nâng chi ca ruông chùm này đảm bây ai sức đây miên sức bênh lên khnông kết ca nghi sống cung ở bán chả ơn chi bì xe. Phụ quát chi sức đây miên thiếp chư chạy lơ khuôn ánh lộ bần to thà chi dô tử xa, rộp bò ông ca plen cư bắt đạo lơ ca dô đăng rộp bò dụ bì chôn, rút phụ kê chi thôn thiên đo sống khăn rộp bò sống cung, đai mần ai khóa bàn. Lộc ban miên rosa thà, khmênh sợi đào tu nịt ti giang sống khăn khlông ca áp hiệp vọt xa hạ cung rộ bọc quạt tần lòng một kết ca sống cung mua chùm nuôn dương tràn bảo mô bì bổ rõ đô chìa mê khung mê phung phần tai mình sơ chìa miên sợi khlông kết ca nghe tàng ọ nâng chân bò rộ miên cư ban tai bì khang bổ rõ, đòi lộc ban bằng thàm thà. Dương bị bạc khlông ca bảo mô bò rộ miên thàn ca rộ bò dương cư đầm bây ai sợi miên sống lênh smao phiệp khnê chìa mua bổ rõ lơ kết ca sống cung dương cổng phung phơ kết ca tàng ọ nâng nơ tam mùa thàn. Nhẹ nôm bịa cửa xuống ọp rung dụ vị chốn, nâng kỳ lá lục rút sổ vá cha, bàn xà tố, nợ bê dụ vị chốn căn tài trả bàn khai chi cùng lúc nông xà hạ cung nâng khai chi thôn thiên mở nút đo sống khăn xâm rạp sống cung chạy sáng đôi nhẹ sáng nuôn cùng phẹt chỉ đàm. Lục lãnh thà, nhóm sợ bài chất bê miên khmênh ai rung trường này khăn ông kết ca sống cung địch này. Trung vinh rương nị đái lục thê chôn hạ á kẹ nị dụ này á kẹ nị dụ than xong thiệp dền đơ. Nâng áp hiệu vọt sẽ tự tích này cửa xuống kết ca nề rí bán khai thà, xâm rạp cửa xuống miên ca xa tổ rô sực rây đại bán cho ruông kết ca sống cung chi bì xe ách vì vọt luôn tơ chì nhẹ đập ngon xa hạ cung nâng bán khai chi cùng rô lô rô bò sống cung đại cùng phung trơ ca lô bằng thèm thà, cửa xuống tay tài phơ kết ca nít đàm bây ai sực rây miên xùm lên căn tài tràn, mình men tài tam xa hạ cung tê khnông cửa xuống rư xa bán thông cư chăm bạch trơ miên sực rây ở bán tràn. Lục chôn hạ bán khai thà. Dương lực tật chất group sạc ca một hiệp robot sạc đây mình tha khnông xa hạ cung rư có khnông xa bàn rốt nâng ai kì chôn tê. Dương chong ở miên xùm lên sạc đây căn tài tràn căn tài lọ khnông sẵn kết khơn bê nít sạc đây hạ miên hiệp lệch lô tràn cổ xuông nâng khất khom răng prai bằng to tiết đám bây chùm rôn ở miên sạc đây căn tài chô ruông kết ca sẵn cung. Ca bịt ngay tì đập ram mùi khai vị trí ca chanam pi bòn mập bây bây nẹ sợi ân tần tha phà vi, ruột mình rây cờ xuông kết ca nề rí ban cho ruông tì vi ọp o xa tô dô tình nề ca tì vi ân tạ chiếc khmênh sợi krom bật thiên bọt thà. Ca lực cổng phục hiệp chiến nhẹ đập ngôn rộp bọc khmênh sợi khnông dục xa máy đi chì thờ. Khnông tì vi nụ đài ruột mình rây cờ xuông kết ca nề rí có ban lực lang pi chung ngọt chì chan đô chì ca chung rôn oi bần to ca nghe chì mùi cờ xuông xa ban pẹp bòn khnông ca bần chì nâng chlai top nâng ca đất ngôn rồi bọc mình sẽ lấy nâng nông cực khăn riêp trong cô nửa bài cam vị thí nâng ca anu vọt ca nghe nâng tam vị xài. Nẹ sẽ lấy ban miên bờ xa thà, giúp tình nghề ca tìm vi ơn đã chết mình sẽ lấy cư chi kết ca đo sống khăn mối nông ca ruông trùm này ọp rung áp vi vọt sơ mặt tập hiếp sở thua, côn thua, sơ chi vật thua nâng khảm bố cổ má nâng dụ vật tây ở miên ảnh á cột lọ nâng khai chi thôn thiên mối đo chạm bách nông ca cho ruông mục sang sống cung sẽ tự kết chết ở căn tài ri trùm ra nì bê bạch bón nâng nì khẳng mục, nẹ sẽ lấy ban bằng thèm thà. Nhóm sân khâm nâng chư chạy thà về tì ca ní, nâng chui chùm rôn ao sạc rây khai chi cùng rù đò sạc rây khnông xa hạ cung nâng chi cùng rù đò khmê sạc rây đầm bây lơ cổng phu xong phiệp dền đó, nâng bằng cơn phiệp ong ai đò sạc rây.
របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកក៏បានចេញផ្សាយស្តីពីតួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យផ្សេងដើម្បីជាការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងរបាយការណ៍ដែលក៏បានលើកបញ្ហានិងទស្សនៈវិស័យរបស់ធនាគារក្នុងការរុញច្រានឲ្យគ្រប់វិស័យត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងឲ្យមានស្ត្រីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំកាន់តែច្រើន ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានស្ត្រីជាច្រើនបានក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដូចអ្នកស្រីអឹមកន្ធាផាវីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីឃួនសុដារីប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីម៉ែនសំអនជាសមាជិកឧត្តមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនិងមានថ្នាក់ដឹកនាំជាស្ត្រីជាច្រើនដែលបានរួមចំណែកក្នុងការលើកកំពូលស្ត្រីនិងបានបង្ហាញពីសមភាពយេនឌ័រត្រឡប់មកអ្នកស្រីនួនកុមភៈអ្នកស្រីបង្ហាញការតាំងចិត្ត
ឲ្យ ការ ងារ និង ហើយ ទើប ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ស្រី ខ្លាយ ជា មនុស្ស រឹង មាំ និង ចេះ តស៊ូ ក្នុង ជីវិត ព្រម ទាំង ចេះ ជួយ អ្នក ដទៃ អ្នក ស្រី ថា ខ្ញុំ មិន ដែល គិត ថា នឹង បោះ បង់ វា ទេ ព្រោះ ខ្ញុំ សង្កេត ខ្លួន ខ្ញុំ ថា កាល ពី មុន ខ្ញុំ ជា មនុស្ស ម្នាក់ ដែល អត់ ហ៊ាន សូម្បី តែ និយាយ ស្ដី ទៅ មិត្ត ភក្តិ ខាង ក្រៅ ក៏ អ្នក នៅ ខាង ក្រៅ ទេ ព្រោះ យើង បោះ បង់ ការ សិក្សា ចោល យើង អត់ បាន រៀន ចប់ ដូច គេ ទេ អ្នក ស្រី បាន បន្ថែម ថា ប៉ុន្តែ ពេល ខ្ញុំ ចូល រួម កិច្ច ការ សង្គម ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ កាន់ តែ ស្គាល់ សង្គម ខាង ក្រៅ ថា ទោះ បី យើង មិន បាន រៀន ចប់ ក្នុង សាលា ក៏ ដោយ ក៏ យើង អាច បន្ត ការ សិក្សា បន្ថែម ចំណេះ ដឹង បន្ថែម ទាក់ទង សិទ្ធិ ផ្សេង តាម រយៈ សង្គម ស៊ីវិល ដែល ពួកគាត់ ចោះ មក បង្រៀន